Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em phần bài tập ở cái bài số 1, số 2 và số 3 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 và bài số 5 nha em nha. Thầy sẽ đi sang bài số 4. Trên đây thì đã có hình vẽ rồi, là khỏe một bước rồi đó. Bây giờ xem thử đọc đề người ta yêu cầu cho cái gì và tính cái gì nha. Một khu vườn có dạng tứ giác ABCD với các góc ABD là góc vuông. Trong đây nó đã cho ba góc vuông thì chúng ta đã kết luận nó là hình chữ nhật chưa? Chắc chắn nó sẽ là hình chữ nhật. Tại vì góc C đây chắc chắn là như nào? Cũng là hình chữ nhật. Từ từ nè, bình tĩnh. Cũng chưa vội được. Ta có AB đây là 400. AD là 300. Người ta đã làm một cái hồ nước có dạng hình tròn đây. Khi đó vị trí C không còn nằm trong khu vườn nữa. Tính khoảng cách từ vị trí C đến mỗi vị trí ABD. Như vậy nếu như mà cái khoảng cách từ C cho tới B ha, thì CB này chính là bằng gì? AD ở đây sẽ là bằng 300. Khoảng cách từ C tới D thì bằng ở đây 400 thì đây cũng sẽ là 400. Chứng tỏ chúng ta tính khoảng cách từ C tới A thì chúng ta sẽ nối đường chéo lại và chúng ta sử dụng Pythagore. Ồ, cái bài này cũng khá là dễ ha. Đây. Thì Pythagore thì áp dụng bên tam giác nào chả được. Đây. Đấy. Giờ hiểu chưa? Quá dễ ha. Rồi, rồi ok, bây giờ chúng ta thầy chứng minh nó là hình chữ nhật trước, nó có ba góc vuông ha. Như vậy tứ giác ABCD có các góc ABD là góc vuông. Từ đây chúng ta suy ra ABCD chỉ cần ba góc vuông, chúng ta kết luận nó hình chữ nhật rồi các em. ABCD là hình chữ nhật. Khi nó đã hình chữ nhật thì khi đó từ đây chúng ta suy ra này. Như vậy thì khi đó chúng ta suy ra là CD CD nó sẽ bằng với gì? Bằng AB, bằng 400. Đúng không? 400 đơn vị là gì đây? Mét. Và chúng ta cũng có CB thì bằng AD thì bằng 300 mét. Đây chính là cái khoảng cách. Đây là khoảng cách từ C cho tới D. Còn đây là khoảng cách từ C tới B. Ta ghi rõ như vậy. Bây giờ để tính khoảng cách từ C tới A thì ta áp dụng định lý Pythagore và trong tam giác vuông ADC nha, cho nên dễ thấy. Tính khoảng cách từ C cho tới A thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore vào cái tam giác ADC vuông tại D. Ta có gì các em? Như vậy khi đó AC này chính là cạnh gì? AC này chính là cạnh huyền. AD và DC chính là hai cạnh góc vuông. Như vậy bình phương cạnh huyền theo định lý Pythagore thì bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đúng không nào? Như vậy chúng ta có là AC bình phương sẽ bằng AD bình cộng cho DC bình. Các em có thể áp dụng trên tam giác phía trên này cũng được, nghĩa là ABC cũng được mà ADC cũng được, nó như nhau em nha. Nên từ đây chúng ta có AC bình, ở đây là AD bình là 300 bình phương cộng đây là 400 bình phương sẽ bằng hai trăm năm mươi nghìn. Nên từ đây chúng ta suy ra AC sẽ bằng căn 2 của 250.000 thì sẽ bằng 500 mét, đúng không? Như vậy thì chúng ta kết luận cuối cùng ở đây là vậy, cái khoảng cách từ C
đến mỗi vị trí A này, B này, D lần lượt là 500m, tới A 500m này, tới B là 300m này, và tới D là 400m này. Đó. Rồi ok. Xong. Rất là đơn giản, dễ hiểu như vậy, không có gì phức tạp cả. Hiểu chưa? Ok. Rồi. Ta nhìn ở hình nè. Bài giải. Chúng ta sẽ đi sang ở câu cuối cùng, đó chính là câu số 5 các em nha. Rồi, ta có bài số 5 các em. Chúng ta hỏi gì đây? Bạn Linh có một mảnh giấy dạng hình tròn, bạn Linh đố bạn Bình làm thế nào để chọn ra bốn vị trí đỉnh tròn để chúng ta là bốn đỉnh một hình chữ nhật. Bạn Bình làm như sau. Gấp mảnh giấy sao cho hai nửa đường tròn trùng khít với nhau, nếp gấp tạo thành đường kính của hình tròn. Ta đánh dấu hai đầu mút của đường kính đó là hai điểm A với C. Bước 2, sau đó gấp tương tự mà phía bên kia đánh dấu đó chính là BD, khi đó tứ giác AC hình chữ nhật. Em hãy giải thích cách làm của mình. Bây giờ nè, ví dụ giáo viên đưa các em nó chính là một đường tròn cái màu hồng ở bên trong á, thì chúng ta lấy cái mép hình tròn này, cái mép hình tròn này chúng ta gấp lại cho nó khít nhé. Nó khít thì chúng ta sẽ có AC, tương tự ta gấp bên đây thì có BD, và ở đây chính là tâm. Giao điểm của hai đường chéo đây chính là tâm. Tại sao nó là chữ nhật thì chứng minh này. Để chứng minh nó là chữ nhật á, thì chúng ta nó chứng minh nó là hình bình hành trước. Hình bình hành trước. Đúng nào. Đầu tiên ta sẽ gọi O là giao điểm. O giao điểm của hai đường kính AC và BD. Được đúng không? Do đó khi O là trung điểm của AC BD thì mà cái này là đường tròn, cái này là đường tròn không? Thì trên cái đường tròn ấy nó có một tính chất rất quan trọng, nghĩa là gì? Từ cái tâm này này nó cách đều tất cả các điểm nó nằm trên đường tròn này, và chính là bằng gì? Bằng bán kính, hay nói cách khác là OB sẽ bằng OC bằng OD và bằng OA, và chính là bằng bán kính của nó. Các em hiểu không? Do đó chúng ta có OA bằng OB bằng OC và bằng OD, và đây chính là bằng gì? Bằng vì ở đây là vì cùng bằng. Bán kính. Vậy thôi. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm O. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra ABCD là hình bình hành. Được nào? Mà trong khi đó AC với lại BD đây chính là hai đường kính đường tròn, chứng tỏ AC với BD như nào với nhau, nó sẽ bằng nhau. Nên là hình bình hành này có hai đường chéo bằng nhau thì nó sẽ là hình chữ nhật. Được chưa? Mặt khác, AC và BD là đường kính của hình tròn, nên AC sẽ bằng với BD. Do đó cái hình bình hành ABCD nó có AC bằng BD, nên từ đây chúng ta suy ra ABCD là hình chữ nhật. Theo dấu hiệu nhận biết, các em hiểu nè, hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì nó sẽ là hình chữ nhật. Vậy thôi, rất là đơn giản. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúng ta xem giùm thầy cái
cái chỗ tỷ lệ khung hình kích thước các hình chữ nhật ha. Màn hình tivi thường là nó là in, một in thì bằng 2,54 cm em, cái nhớ này là một in, một in thì gần bằng là 2,54 cm. Thì dòng tivi của mình thường ví dụ 21 in, rồi 39 in, như tivi của nhà thầy là như 41 và 49 in gì đó. Khá là lớn. Bữa nay cỡ tầm đấy chưa lớn em, ta thấy 5 mấy, 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy in khiếp. To bằng cái bức tường rồi kìa. Xem cho nó đã, xem bóng đá rồi nó đã ha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em về phần bài số 6 hình thoi em nha. Bye bye em, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh